Cũng trong ngày 10 tháng 11, Bộ Ngoại giao Israel báo cáo khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của lực lượng Hamas. Con số này đã được điều chỉnh giảm xuống so với ước tính trước đó của chính phủ là 1.400 người. Trong khi đó, thì giới chức Palestine cho biết số người thiệt mạng ở giải Gaza do xung đột cho đến nay đã vượt mức 11.000 người, trong đó có khoảng 4.500 trẻ em. Trong một thông báo ngày 10 tháng 11, người phát ngôn quân đội Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết hơn 100.000 người dân ở giải Gaza đã di chuyển xuống phía nam trong hai ngày qua sau khi lực lượng Israel tiến sâu vào thành phố Gaza. Cũng theo ông Hagari, các nỗ lực giải cứu con tin vẫn đang được tiến hành, song có thể mất nhiều thời gian. Hiện có khoảng 240 người, trong đó có nhiều công dân nước ngoài, đang bị Hamas bắt giữ. Ngày 10 tháng 11, trong cuộc họp mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra thống kê, trung bình cứ mỗi 10 phút lại có một trẻ em ở dãy Gaza thiệt mạng. Ông Teros Ghebreyesus bày tỏ quan ngại, không nơi nào và không một ai an toàn. Theo người đứng đầu WHO, một nửa trong số 36 bệnh viện và 2 phần 3 số trung tâm chăm sóc y tế cơ bản ở Gaza hiện không thể hoạt động. Số người bệnh, người thương vong và các người chạy nạn do chiến sự đã gây quá tải cho những cơ sở còn lại trên dải đất này. Cũng tại cuộc họp, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Shilat Erden cho biết Israel đã thành lập lực lượng để dựng các bệnh viện giả chiến ở phía nam giải Gaza sau khi kêu gọi người dân sơ tán về khu vực trên. Về phần mình, đại diện Mỹ nói đang nỗ lực để cung cấp nhiên liệu cho các bệnh viện ở Gaza, nhấn mạnh các cơ sở hạ tầng nhân đạo phải được luật pháp quốc tế bảo vệ. Trong một diễn biến liên quan, hơn 1.000 quan chức của cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID đã ký một bức thư ngỏ hối thúc Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Bức thư là dấu hiệu mới nhất thể hiện sự bất an trong chính phủ Mỹ trước sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden dành cho Israel nhiều nước khác như ả rập xê út qatar hay ai cập cũng đang tiếp tục kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở giải gaza